Môn Thiền Tông là pháp môn thứ 6 của Đức Phật Thích Ca, dạy vào những năm cuối đời trong suốt 49 năm giáo hóa của Ngài. Mạch nguồn Thiền Tông bắt đầu từ dưới chân núi Linh Sơn, trở về miền Nam nước Ấn, qua Ấn Độ Dương, qua nước Sri Lanka, rồi eo biển Malacca, trực chỉ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, lần theo bờ biển Việt Nam qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế, trực chỉ qua đảo Hải Nam nước Trung Quốc, ngược sông Trường Giang vào nước Lương, xuôi sông Trường Giang ra biển Đông Trung Quốc, trở lên nước Bắc Ngụy, tức Bắc Kinh ngày nay, dừng ở động Thiếu Thất, chùa Thiếu Lâm 9 năm. Mạch nguồn Thiền Tông do ông Chu Thần Quang làm tổ Thiền Tông đời thứ 29, danh là Huệ Khả. Huệ Khả cho mạch nguồn Thiền Tông chảy khắp nước Trung Quốc xưa rộng lớn. Mạch nguồn Thiền Tông có 3 nhánh chảy mạnh nhất, gồm nhánh 1 vượt biển Hoàng Hải đến nước Cao Ly, nay là Triều Tiên và Hàn Quốc; nhánh 2 vượt biển Đông Trung Hoa xưa đến nước Phù Tang, nay là Nhật Bản; nhánh 3 xuôi về Nam Trung Quốc xưa, vượt biên giới Việt Trung vào tỉnh Vĩnh Phúc, qua Bắc Ninh đến thành Thăng Long, nay là Hà Nội, chảy lên núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, chảy xuôi về Nam đến kinh thành Huế, dừng ở đây 182 năm, rồi chảy xuôi về Nam đến tỉnh Long An. Vào năm 1950, tỳ kheo ni Đức Thảo, thế danh là Trần Thị Liệu, nhận được mạch nguồn Thiền Tông học này và bắt đầu xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu để phổ biến pháp môn Thiền Tông học này cho nhiều người cùng biết. Vào năm 1958, bà giao lại cho thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân tiếp quản ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Mãi đến năm 2006, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân mới tuần tự viết ra bộ sách gồm 11 quyển trình bày những tinh hoa của pháp môn Thiền Tông học này, đồng thời cho khôi phục lại việc xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu. Đến năm 2012, Thiền Tông Phật Đài đã được xây dựng xong. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, chùa Thiền Tông Tân Diệu tổ chức buổi lễ lạc thành Thiền Tông Phật Đài và an vị tôn tượng Phật Thích Ca truyền Thiền Tông. Chùa rất vinh dự khi được đón tiếp các cấp chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng trăm Phật tử gần xa đến tham dự. Buổi lễ diễn ra hết sức long trọng và không kém phần trang nghiêm. Để đưa đất nước ta thực hiện thắng lợi mục tiêu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sự đóng góp đó của tăng ni Phật tử chùa Thiền Tông Tân Diệu được như vậy cũng chính là làm sáng tỏ giáo lý của Đức Phật. Trước khi dứt lời, tôi xin chúc quý chủ tôn đức hòa thượng thượng tọ đại đức tăng ni, đồng bào Phật tử cùng toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc buổi lễ an vị tôn tượng Phật Thiền Tông và lễ lạc thành Thiền Tông Phật Đài thành công tốt đẹp. Xin kính chào đoàn kết thân ái. Nâng ban quản lễ Phật của Tân Diệu, hội tổ như lần Trung Quốc là người đã có duyên giới Thiền Tông, cho nên Trung Quốc đã tham khảo về Thiền Tông lâu năm, cho nên Trung Quốc đã có duyên giới Thiền Tông, cho nên Trung Quốc mới xây dựng Phật Đài Thiền Tông ở nơi chùa Tân Diệu, mà ở trong địa bàn người Đức Hòa còn chưa có. Cho nên hôm nay rất hoan hỷ và tán dương công đức của Trung Quốc là người thực hiện những cái thánh tích của Thiền Tông để làm sáng tỏ cho Thiền Tông ở nơi địa bàn của Nguyễn Đức Hòa. Và hôm nay lễ lạc thành Thiền Tông Phật Đài giám dị Phật Thiền Tông ở chùa Tông Tân Diệu để nói lên ý nghĩa Thiền Tông, để cho tất cả quý Phật tử của mình gần xa
để tìm hiểu sâu vào trong cái ý nghĩa thiền tông. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2016, Chùa Thiền Tông Tân Diệu thật vinh dự khi tổ chức buổi lễ đón tiếp Đại Đức Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viếng thăm chùa và tìm hiểu pháp môn tu Thiền Tông. Cái tâm nguyện của pháp nhân là một người đệ tử Phật chân chính. Mặc dù không được sự truyền thừa từ Đức Phật theo như lịch sử, nhưng đối với ngôi chùa rất là nhỏ, không có bề thế, không có khoe khoang hình thức, mà tổ chúng ta thường nói một câu người Việt nói là gì? Chùa đất nhưng mà Phật vàng. Chùa đất nhưng mà Phật vàng. Nơi nào có người tu theo chính pháp là nơi đó Đức Phật hiện diện. Mặc dù các vị không có xuất gia, cạo đầu, mặc áo nhà Phật gọi là y như chúng tôi, nhưng các vị có tâm Phật. Các vị sống được với cái tâm Phật của mình, với tính Phật của mình, và các vị muốn được mọi người cũng được như mình. Đấy là bản hoài của Đức Phật, bản hoài của chư vị Bồ Tát, bản hoài của lịch đại tổ sư, và chính Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng muốn điều đó. Tức là gì? Ngài đã chứng tượng, Ngài muốn thì con Ngài cũng chứng tượng. Muốn con dân của nước gì? Nước Việt cũng đạt được, để đất nước Việt Nam được cường thịnh. Ngày 18 tháng 12 năm 2016, Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã vinh dự tổ chức buổi lễ long trọng đón nhận giấy phép giải đáp Thiền Tông từ chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của quý chư tôn đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ, quý lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa, quý lãnh đạo chính quyền xã Tân Mỹ, các cơ quan thông tấn báo đài cùng hơn 500 Phật tử đến từ khắp nơi trong cả nước. Đảng nhà nước á, thì quý vị cũng biết rồi, đảng nhà nước thì lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử, các nhà sư, quý thầy, các tôn giáo hoạt động. Thì sau khi trao đổi với quý ban xã Tân Mỹ sau, thì thấy cái đơn của bác nhân gửi, thì thấy là mình tổ chức một cái khóa truyền đạt giáo lý giáo lực tại chùa Tân Diệu, thì chỉ có về phía nhà nước chỉ có yêu cầu bác nhân với cái chỗ chùa Tân Diệu mình thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, về an ninh trật tự, rồi vệ sinh môi trường, còn lại tất cả các cái khác thì về tín ngưỡng tâm linh thì mình cứ làm, cứ thực hiện, không có vấn đề. Có vậy cho nên là rất vui mừng và tuyên dương công đức chú Út là người xây dựng trùng tu lại ngôi chùa Tân Diệu. Nhân đó mà chú đã nhận được cái ý chỉ hay là thiền tâm để chú mở ra cái khóa, cái lớp để dạy, để hướng dẫn, để giải thích về tư vấn các cái Phật tử cũng như các thành viên mà để muốn tìm hiểu, học hỏi thêm hay là sâu vào trong cái kinh ở trong giáo lý của Đức Phật, thì đến đây mở cái lớp này vào ngày Chủ nhật để trao đổi, để hướng dẫn cho quý Phật tử tìm hiểu thêm. Thì đó là tinh thần phát triển của chú Út rất là cao, rất là tốt đẹp, lại có đầy đủ nhân viên,
có những cái thành viên cũng như quý Phật tử cũng đã tham gia, cũng đã ủng hộ, cũng đã xây dựng trùng tu cái Thiền Tông Tân Diệu, càng ngày càng thấy nó phát triển rất là tốt đẹp. Tinh thần này cũng về mặt giáo hội cũng trân trọng biết ơn chú Út, trưởng ban quản trị chùa Tân Diệu. Thấy được nhiều người đã hiểu rõ được pháp môn Thiền Tông, cũng như muốn để lại di tích về pháp môn Thiền Tông theo lời căn dặn của Thiền Sư Ni Đức Thảo, nên Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đã tiếp tục xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu nhằm nói lên sự tích của Đức Phật đã dạy pháp môn Thiền Tông này trong những năm cuối đời của Ngài. Hiện chùa có những di tích được xây dựng rất đặc biệt mà chưa từng thấy ở nơi đâu, gồm: 1. Cổng chùa là nơi có ghi câu Thiền Tông Việt Nam chuyên dạy giải thoát. Đạo Phật Thiền Tông, Thiền Sư Ni Đức Thảo sáng lập ngày 15 tháng 10 năm 1956. Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chuyên phổ biến pháp môn Thiền Tông, tức Như Lai Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. 2. Phong cảnh Đức Phật nhiên đăng thọ ký cho Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất, sau này trở lại cõi Nam Diên Phù Đề thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, đến đời mạt pháp gọi là Thích Ca Mâu Ni. 3. Thiền Tông Phật Đài tả lại cảnh Đức Phật kiểm thiền ở dưới chân núi Linh Sơn, tỳ kheo Maha Ca Diếp kiến bằng tánh Phật thanh tịnh của chính ông và được Đức Phật phó chúc bằng câu: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tánh, pháp môn mầu nhiệm, bất lập văn tự, phó chúc cho ông Maha Ca Diếp bí mật truyền riêng theo dòng Thiền Tông. Đến đời mạt pháp Long Nữ nhận được, mạt thượng pháp cho công bố ra để tinh hoa đạo Phật trưng bày ra ánh sáng, chuẩn hóa đạo Phật để người đời không chê đạo Phật là mê tín dị đoan. 4. 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam khắc trên đá hoa cương với 2014 câu kệ của các ngài. 5. Phong cảnh Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu bằng bài pháp bụi trần dưới sự chứng kiến của vị thần Kim Cang. 6. Phù điêu tam tổ Trúc Lâm Yên Tử, sơ tổ điều ngự Giác Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhị tổ Pháp Loa, tam tổ Huyền Quang cùng các bài kệ của các ngài được in trên đá hoa cương. 7. Trên 800 câu kệ của Đức Phật truyền cho hậu thế đã khắc trên đá hoa cương. 8. Đúng 200 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo cũng khắc trên đá hoa cương. 9. Trên 80.000 câu kệ của 2021 Phật gia Thiền Tông, nhưng chỉ mới khắc trên đá hoa cương, lưu lại chùa Thiền Tông Tân Diệu có 3.000 câu kệ, khổ 0,9 x 2 mét. 10. Bản đồ một tam giới, cũng gọi là hệ mặt trời, nơi trình bày đầy đủ 45 hành tinh có sự sống xoay quanh mặt trời, bao gồm 4 vòng hoàn đạo và 1 vòng bảo vệ tam giới. 11. Bản đồ dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông, nơi diễn tả dòng chảy của pháp môn Thiền Tông bắt nguồn từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi chảy về tỉnh Long An, Việt Nam. 12. Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu để lưu lại tất cả kỷ vật do ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sưu tầm được về đạo Phật. 13. Chánh điện Thiền Tông, phía trên có ghi chánh điện Thiền Tông tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Chính giữa thờ tượng Phật cầm cành sen, hai bên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền. 14. Điện tổ là nơi thờ 3 vị tổ kỳ đặc của Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Huệ Năng và Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thấy được sự thực tế và khoa học của pháp môn Thiền Tông,
nên phóng viên Văn Dũng, báo Pháp Luật và Xã hội đã dành cả một bài viết trên trang cuối của mục Kinh tế và Xã hội đăng ngày 16 tháng 2 năm 2017 nói về lợi ích và sự thiết thực của pháp môn Thiền Tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đúng 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu đã tổ chức buổi lễ công bố quyển huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Đến tham dự có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ, chính quyền huyện Đức Hòa. Ngoài ra còn có rất nhiều thân hào, nhân sĩ, trí thức, báo chí ở thủ đô Hà Nội, báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Trung ương VTV, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV, Đài Tiếng Nói thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên 1.000 người quan tâm Đạo Phật Thiền Tông đến dự. Vào năm 1958, Thiền Sư Ni Đức Thảo là viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu này có trao cho chúng tôi tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Trong đó có pháp ngôn Thiền Tông đặc biệt này và có dạy chúng tôi 4 phần như sau. 1. 50 năm sau, các con tưởng tượng viết ra sách nói về pháp môn Thiền Tông học này. 2. Phải xin phép nhà xuất bản để xuất bản hộ pháp. 3. Các con tưởng tượng viết ra có đầu có đuôi về pháp môn Thiền Tông học này để độc giả họ dễ hiểu. 4. Khi sách xuất bản được 10 năm, đã có nhiều người hiểu thì các con phải xin phép ban tôn giáo và giáo hội Phật giáo địa phương xin công bố tập quyền ký này ra. Trước, để pháp môn Thiền Tông của Đức Phật dạy ai ai cũng biết. Sau, những vị tu theo đạo Phật, nếu có vị nào tu sai thì vị đó tự sửa lại. Thấy được sự kỳ đặc trong phong cảnh trang trí của chùa Thiền Tông Tân Diệu và pháp môn Thiền Tông là hiếm nơi nào có, nên Đài Truyền hình Việt Nam VTV2 đã đến tìm hiểu chùa Thiền Tông Tân Diệu và pháp môn Thiền Tông, đồng thời phát sóng bộ phim tài liệu Chùa Thơ Dấu Ấn Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Cái pháp môn Thiền Tông này á, Đức Phật dạy cách đây là 2561 năm, mục đích thì duy nhất để tu cho thành Phật, mà lúc đó thì không có thể giảng tại cái lúc cái hội của Đức Phật được, mà phải lưu chuyển truyền theo dòng Thiền Tông 36 đời tổ, trong đó có 33 đời tổ được truyền, còn 3 đời tổ không được truyền là lý do là cái pháp, là cái bản gốc của Đức Phật ấy, đã chôn rồi. Khi mà vua Võ Giác Tiên mới cho chép tại 600 viện thì để phổ biến cho sao. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy là khi nào Long Nữ ở Đức Trồng mà nhận được tập nhiệm ký này thì mới phổ biến pháp môn này ra được. Nhiều người đọc sách Thiền Tông, họ trực nhận hay cảm nhận được điều kỳ diệu của pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này, nên họ xúc động viết thư gửi về chùa ngỏ ý các phần như sau. Thứ nhất, họ mong muốn chùa Thiền Tông Tân Diệu xác nhận sự thấy, nghe và hiểu của họ về những gì họ cảm nhận được về pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thứ hai, họ mong muốn có một chương trình nào đó để họ có thể chia sẻ sự thấy, nghe và hiểu về lời dạy khoa học và thực tế của Đức Phật cho nhiều người cùng biết. Thứ ba, họ mong muốn có được chương trình trực tiếp giải đáp những thắc mắc của họ về pháp môn Đạo Phật Thiền Tông nói riêng và Đạo Phật nói chung, dành cho người ở gần cũng như ở xa. Chính vì vậy, chùa Thiền Tông Tân Diệu mới thực hiện các phần như sau. Phần 1, thực hiện buổi lễ truyền Thiền Tông định kỳ 1 tháng 2 lần nhằm phổ biến lời dạy sâu màu của Đức Phật đã dạy ở những năm sau cùng, cũng như xác nhận sự giác ngộ Đạo Phật Thiền Tông của họ, trình độ người ngộ thiền từ thấp tới cao và được phân thành các cấp như sau. Người hiểu căn bản Đạo Phật Thiền Tông được cấp giấy chứng nhận có kèm theo giấy phái Phật tử Thiền Tông, đến nay là 7.416 người. Phật tử Thiền Tông học nào
giải thích được tất cả những gì Đức Phật dạy nơi pháp môn thiền tâm học này. Có bài kiến giải thật đúng, có ít nhất 12 câu trình bày rất đúng ý pháp môn thiền tâm học này. Trả lời 26 câu hỏi về pháp môn thiền tâm học này đúng được 60% trở lên. Có đơn xin hành lễ truyền bí mật thiền tông thì người này sẽ được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sắp xếp hành lễ truyền bí mật thiền tông vào ngày chủ nhật. Hiện nay Phật gia Thiền Tông là 2030 người. 3. Phật gia Thiền Tông nào giúp trên 30 người được cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông, trên 15 người đạt được bí mật thiền tông. Nếu có đơn yêu cầu thì người này sẽ được hành lễ phong thiền tông gia. Hiện nay, chùa Thiền Tông Tân Diệu phong được 120 thiền tông gia. Phần 2. Chùa tổ chức diễn đàn đạo Phật Thiền Tông định kỳ 1 tháng 2 lần nhằm đáp ứng nhu cầu muốn của những người ngộ đạo, chia sẻ pháp giác ngộ giải thoát cho nhiều người cùng biết. Người trình bày diễn đàn này không chỉ gói gọn trong những người tu theo Thiền Tông mà còn có những nhà khoa học, nhà vật lý học hay nhà uyên thâm thiền tông học. Phần 3. Chùa tổ chức giải đáp đạo Phật Thiền Tông hàng tuần cho những Phật tử và độc giả gần xa đọc sách thiền tông học mà chưa rõ. Những buổi lễ truyền thiền, diễn đàn và giải đáp thiền tông được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Như vậy mà pháp môn đạo Phật Thiền Tông được nhiều người biết đến và theo dõi hơn. Cái tư tưởng của Chân Nhân Tông đã làm cho khai tâm mở trí cho chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi lại bắt gặp được cái hoạt động rất mạnh mẽ, có hiệu quả của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Đặc biệt chúng tôi theo dõi trên mạng các bài giảng của soạn giả Nguyên Nhân, phải nói là thấm đậm vào lòng người, nói cái này là rất hay. Trong cái vòng quay của đất, cho nên là các cái hiện diện đang ở cuộc đời này là Đức Phật đã dạy là ba cái ngọn lửa tham sân si là ba cái ngọn lửa đốt cháy mình nhanh nhất. Nhưng hiện nay ba ngọn lửa đang đốt cháy rất nhiều người đang đi vào cái đường lầm lỗi, thì những lời giảng của chùa Thiền Tông Tân Diệu đã giải tỏa được cái việc này, làm cho con người trong sáng hơn, tư tưởng hòa bình và nhân ái hơn, và chống được cái mê tín dị đoan, xây dựng gia đình, xây dựng xã hội, và đặc biệt là rèn luyện cái nhân cách của công dân để làm một người công dân tốt của Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ giàu mạnh, công bằng và văn minh. Xét thấy chùa Thiền Tông Tân Diệu có rất nhiều điểm kỳ đặc và hiếm thấy ở Việt Nam, nên Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã quyết định trao bằng công nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu và kết nạp chùa là thành viên của hội. Thay mặt ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, Thiền gia Anh Tuấn, phó viện chủ chùa, đã có bài cảm ơn Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Kính thưa quý vị lãnh đạo, hôm nay tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp bằng công nhận không gian văn hóa tâm linh, cũng gọi là di sản hữu vật thể và phi vật thể vô giá. Đây là một danh dự rất lớn đối với chỗ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi. Nhờ có bằng công nhận của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp, đồng nghĩa Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tinh hoa của đạo Phật, nên tinh hoa của đạo Phật được truyền đi khắp các vùng miền trong cả nước Việt Nam và lan tỏa ra khắp thế giới, để ai cũng biết được tinh hoa đạo Phật là gì. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt cho tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày 6 câu hỏi về tinh hoa của đạo Phật mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã trình bày trong những năm qua. 1. Nguyên do gì có con người? 2. Tại sao con người thích tranh giành hơn thua và chém giết nhau? 3. Tại sao có nhân quả luân hồi? 4. Trái đất này có mấy loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài ra sao? 5. Linh thiêng ở trái đất này là do loài nào làm ra và với mục đích gì? 6.
tại sao có người thích lại và cầu xin người khác ban phước cho mình, vân vân. Sáu phần trên đã được Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã trình bày ra, nên các nhà khoa học, các nhà vật lý học, vân vân, họ cho đạo Phật là tinh hoa của nhân loại là như vậy. Vì vậy, được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, xã Tân Mỹ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai cấp của tỉnh Long An, liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cho phép công bố ra quyển quyền quý của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông vào ngày 14 tháng 5 năm 2017 tại chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi. Vì pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông rất thực tế và khoa học, nên được rất nhiều người trí thức họ học và hành theo. Kính thưa quý vị, năm mới 2020 sắp đến, thay mặt cho Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, tôi xin gửi đến quý vị lãnh đạo Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học, các quý vị đại biểu có mặt ngày hôm nay, nhiều sức khỏe, đầy hạnh phúc và thành đạt lớn. Càng chân quý hơn nữa, khi Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thành viên của Hội Di sản Văn hóa Thế giới, có hơn 170 quốc gia là thành viên, đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương bằng khen Mặt Trống Đồng Việt Nam cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu vì đã có công sưu tầm, thực hiện và giữ gìn các phần di sản hữu vật thể và phi vật thể như dưới đây. Thứ nhất, 11 quyển sách trình bày về Đạo Phật Thiền Tông đã xuất bản hợp pháp. Thứ hai, một ngôi chùa Thiền Tông đúng nghĩa mà Đức Phật dạy cách đây hơn 2560 năm. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu và chúc mừng ông Nguyễn Công Nhân, Hiền gia, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, Long An, lên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp của di sản văn hóa Việt. Ngôi chùa được kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và đúng phong cách của Thiền Tông như lời Đức Phật dạy. Chùa là một không gian văn hóa tâm linh thể hiện xuyên suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật và các vị tổ sư Thiền Tông, xiển dương những điều cốt lõi và tinh hoa của Phật Thiền Tông đến khắp các vùng miền trong cả nước và lan tỏa ra thế giới. Tiếp theo xin được kính mời lên sân khấu chùa Thiền Tông Tân Diệu và trân trọng kính mời đại diện chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ lên sân khấu nhận bằng khen. Học đã từng tuyên bố, khoa học càng phát triển thì tôn giáo sẽ bị đẩy lùi. Đạo Phật ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ. Vì vậy mà tinh hoa của đạo giác ngộ ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Thay vào đó là sự lên ngôi của những việc cúng, tụng, cầu, xin, lạy lục vân vân. Buồn thay, người ta lại cổ suý cho những việc làm đó là đúng chánh pháp của Phật dạy. Điều đó minh chứng cho những tuyên bố của giới khoa học không phải là không có căn cứ. Pháp môn Thiền Tông ra đời nhằm khơi nguồn lại sự khoa học và thực tế của đạo giác ngộ, thứ mà đang dần bị chôn vùi bởi lớp bụi bùn thời gian, giúp con người hiểu rõ hơn những gì là sự thật nơi trái đất này, từ đó không còn mê tín dị đoan, đầu óc sáng suốt hơn, người người an vui, nhà nhà hạnh phúc, xã hội phồn vinh hơn, phù hợp với con đường của Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện và hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.